Lần nữa cảm ơn khán thính giả giữ màn hình để xem tiếp phần 2 của chương trình bình luận thời sự của Vicao TV. Trong phần này mình bình luận về lần đầu tiên 4 cái quốc gia mà tập trận ở tại Biển Đông và nói rõ rằng là để thách thức Trung Quốc. Thưa anh Vinh Quy, không phải là nói mình đoán mà những người phát ngôn viên của những cái người này lên tiếng nói như vậy, gồm có Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Philippines. Chúng ta thấy là bốn cái quốc gia này, trong đó Philippines là vấn đề chúng ta hơi có vẻ là ngạc nhiên, và Philippines đã thay đổi 180 độ về cái chuyện này. Philippines xưa nay cứ nói rằng là chúng tôi không muốn đụng tới Trung Quốc, Trung Quốc là chúng tôi không có khả năng, rồi không có chấp nhận cái tòa án trọng tài. Thì giờ đây sau cái đợt mà ông Duterte đi sang Bắc Kinh dự cái hội nghị diễn đàn Vòng Đai Một Con Đường lần thứ hai, thì ông nói một cách công khai với ông Tập Cẩm Bình rằng là chúng tôi xác định cái tòa án trọng tài xử cái đó là cái thắng lợi của Trung Quốc và cái đó là cái quyền lợi của đất nước Trung Quốc. Trước mặt ông Tập Cẩm Bình, sau đó ông Tập Cẩm Bình nói rằng là cái chuyện đó là cái chuyện không tranh cãi được, chúng tôi không công nhận cái tòa án trọng tài. Nghĩa là hai, nhưng mà lần đầu tiên phải nói là ông đã công nhận trước mặt ông Tập Cẩm Bình và xác nhận coi tòa án trọng tài, là tại vì cái đời sống của người ngư dân Philippines không thể không có những cái bãi cạn và cái đảo thị tứ, và Trung Quốc đưa tàu tới đánh cá dây. Vì thế cho nên bắt buộc ông Duterte, tổng thống Philippines, phải lên tiếng. Và bây giờ đi xa hơn nữa là ông đứng vào cái bốn quốc gia này để mà tập trận lên tiếng. Và Mỹ là một cái quốc gia có lẽ là đầu sỏ, và kế bên đó là Nhật Bản, và tuyên bố rằng là chúng tôi tập trận để tăng cường cái khả năng chống cái Trung Quốc, nói rõ thách thức của Trung Quốc, không có giấu giếm gì cả. Chúng ta thấy là cái tập trận đó nó nổi lên lần đầu tiên trong lịch sử bốn cái quốc gia này tập trận chung với nhau ở Biển Đông. Và nó còn đặc biệt hơn nữa, thưa anh Vương Nguyên, thưa khán thính giả, cái tập trận này nó diễn ra trong cái lúc mà ở bên Hoa Kỳ vòng đàm phán thứ 11 giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ chuẩn bị họp, nó ngày 9 tháng 5 thì bên kia tập trận 19 tháng 5 là chấm dứt. Như vậy, nói gì thì nói, phải nói rõ rằng Hoa Kỳ dùng cái hình thức này để mà áp lực cho Trung Quốc về vấn đề là phải thỏa thuận chứ vấn đề là cái hiệp ước thương mại giữa hai bên. Mặc dầu tới giờ khi chúng tôi nói thì chưa thấy hai bên thỏa thuận gì. Hoa Kỳ vẫn tuyên bố là đánh 200 tỷ đô la trên cái 25%. Thì cái điều đó nói rõ là Hoa Kỳ dùng mọi cách như vậy. Chúng ta thấy hiện giờ trong chế độ, trong cái thời kỳ ông Donald Trump, thì Bộ Quốc phòng đã gắn bó với ông Donald Trump trong cái chuyện tập trận, trong cái chuyện đưa lực lượng ra ngoài bên cái Biển Đông, nó mạnh hơn và nó tích cực hơn đối với cái thời ông Obama. Một cái hành động khác mà nó riêng rẽ ra, nó không có dính vào cái này, nhưng mà mình luận thì nó cũng đi vào một cái chính sách của Mỹ, đó là hai cái quốc gia Nhật Bản và Cộng sản Hà Nội tập trận. Hai cái quốc gia này lần đầu tiên là tập trận, thay vì tập trận hồi nãy thì bây giờ Nhật Bản tập trận chung với quốc gia của Việt Nam, và để nói rằng là Nhật Bản nói rằng là giúp cho Việt Nam tăng cường cái khả năng chống cái sự o ép, tức là cưỡng bức của Trung Quốc về vấn đề là những cái đảo trên Biển Đông. Chúng tôi thấy cái điều đó cho chúng ta thấy rõ ràng là Việt Nam càng ngày càng có lẽ đi gần hơn, ngoài cái chuyện mà nói rằng là Hoa Kỳ đang có vẻ là lấn lướt hơn Trung Quốc trong cái vấn đề chiến tranh thương mại. Nó còn có một cái điều nữa là có vẻ cái bệnh tình của ông Nguyễn Phú Trọng nó trầm kha, ông không có thể hoạt động được, và vì thế cho nên cái khuynh hướng thân Trung Quốc của ông nó mờ nhạt, khiến cho những người lãnh đạo Việt Nam quyết định là tập trận với Nhật Bản trên Biển Đông. Đây là một cái điều mà mình đoán rất là sớm, nhưng mà chúng tôi nghĩ là cái dự đoán, cái nhìn của chúng tôi tương đối là nó đúng, thưa anh Viên Huy. Vâng. Chúng ta có thể mà tưởng tượng ra, hình dung ra một cái chuyện như là có hai gia đình mà xung khắc với nhau và đưa đến một cái cuộc mà đối khẩu cũng gay gắt lắm. Rồi thì tự nhiên một gia đình kia đó bây giờ đưa con cháu ra giữa diễu võ ra ngoài ngay trước cửa nhà mình nhá. Thì đúng y như hiện tại bây giờ giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ,
thì hai bên là đang có những cái sự tranh chấp mà căng thẳng, nhiều vấn đề lắm, không phải chỉ một vấn đề thương mại và quân sự mà thôi. Mà bây giờ thì bên hải quân của Hoa Kỳ đã đưa tàu chiến đến ở trong vòng 12 hải lý của những cái vùng đất, vùng biển mà Trung Quốc đã tuyên bố rằng mình có thẩm quyền. Vậy thì có phải là một cái sự khiêu khích rõ ràng không? Thì Hoa Kỳ nói tôi không khiêu khích, mà chúng tôi chỉ sử dụng cái quyền được tự do hàng hải mà thôi. Thì thành thử ra cái vấn đề này chúng ta thấy rằng là rõ ràng với ông Tập Cận Bình là cố lý nhịn cái chuyện này để làm gì? Để mà có thể mà cân bằng cái lực lượng với lại trong cái cuộc mà đang thương chiến với lại Hoa Kỳ, đang đi vào cái giai đoạn chót thôi. Thì có thể cái sự nhịn nhục này á, là Trung Quốc sẽ tỏ một cái thái độ trong một cái dịp nào khác nữa. Có thể là xảy ra một cái chuyện đụng độ, nhưng mà chưa phải ngay lúc bây giờ, khi mà cái cuộc thương chiến chưa ngã ngũ, chưa dứt khoát ra làm sao, thưa giáo sư. Qua đến một cái tin tức khác, là vừa rồi thì ông cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump là ông Donald Trump, ông John Bolton, thì tổ chức một cái cuộc họp về an ninh. Thì ai cũng biết rằng là ông John Bolton là một vị cố vấn an ninh quốc gia, tức là về vấn đề an ninh quốc gia. Thì thường thường tất cả những cái buổi họp về an ninh quốc gia là họp ở trong cái phòng tình huống của Tòa Bạch Ốc, chứ không họp ở đâu khác. Nhưng mà lần này thì được tổ chức ở tại trụ sở CIA, tức là trụ sở Trung ương Tình báo của Hoa Kỳ. Thì thưa, cái tầm mức đó khiến cho nhiều nhà quan sát đánh giá là cái cuộc họp này chắc chắn là phải có một cái vấn đề gì hết sức quan trọng. Bởi vì những cái vấn đề đó là vấn đề không thể đưa ra họp ở một nơi nào khác, là có thể là bị phít những cái tin, bị phít ra phía ngoài. Thì hiện tại bây giờ cái cuộc họp đó, các một số các nhà quan sát được nhận biết tin tức, không biết rõ cái nội dung của họp đó là cái gì cả. Nhưng mà người ta đoán rằng những cái người mà cho tin là có cuộc họp như vậy á, thì lại cho tin rằng là cuộc họp đó tuy không nói về Iran nhưng mà bàn về vấn đề Iran. Thì cái này nó hơi mập mờ khó hiểu là vậy. Vì thế này, không nói về Iran tức là không nói về cái tình trạng căng thẳng hiện tại Iran. Iran đang đưa các hỏa tiễn lên các chiến hạm của mình, và Hoa Kỳ đang điều một cái hàng không mẫu hạm tới cùng một phi đội B-52 máy bay chiến lược tới, là cái tình hình hết sức là căng thẳng như vậy. Thì cái thứ hai là Bộ trưởng Ngoại giao Pompeo của Hoa Kỳ thì vừa hủy bỏ những cái chuyến thăm Đức Quốc cũng là các nước Âu Châu đó để bàn về vấn đề Ukraine và vấn đề Nga, thì bãi bỏ cái đó để mà sang Iraq nói chuyện với lại thủ tướng của Iraq để mà bảo đảm cho tất cả những cái vị trí của Hoa Kỳ tại Iraq. Thì thưa quý khán giả, như vậy tức là cái tình hình nó cái đó chỉ là cái bối cảnh, còn cái chuyện kia một cái bí mật đó là tất cả những cái vị an ninh của quốc gia là gồm có này, cố vấn an ninh của Tổng thống Donald Trump, ông Bộ trưởng về chỉ huy trưởng về tình báo, rồi thì Bộ trưởng Quốc phòng, rồi thì tất cả các cơ quan an ninh đặc biệt của Tòa Bạch Ốc đều có mặt ở trong cái cuộc họp này, gồm có 6 vị tất cả. Thì thưa quý khán giả, họ bàn về cái gì? Thì có thể là CIA sẽ tiết lộ ra một số những cái tin tức mà họ đã nắm bắt được một cách chính xác về những cái đường lối của Iran hiện tại bây giờ như thế nào, thực lực của Iran ra làm sao, sự liên kết của Iran đối với nước Nga ra như thế nào, và Iran đã có ảnh hưởng đến đâu trong tất cả những các lực lượng gọi là lực lượng mà Iran đang hỗ trợ, gọi là lực mà Mỹ gọi là những cái lực lượng khủng bố như là Hezbollah chẳng hạn. Rồi cái tình hình đó thì cái tham vọng của Iran đi đến đâu, thì tất cả cái điều này là những cái bí mật về chiến lược của Iran. Và như vậy thì cái cuộc họp này nó sẽ định hình cho một cái đường lối của Hoa Kỳ hiện tại bây giờ là tiến mạnh lên trong cái cuộc tranh chấp với Iran, hay là có một cái cuộc hòa hoãn nào với lại bên Nga, hoặc là để mà trao đổi cái vấn đề ở Trung Đông mà vai trò của Iran càng ngày càng xuất hiện rõ nét hơn, thưa giáo sư. Chúng ta thấy thật sự thì hiện giờ ông Trump đang mở ra 3-4 cái mạc điểm nóng. Thứ nhất là Bắc Hàn với Hoa Kỳ. Bắc Hàn hiện giờ đang tiếp tục bắn vào Hoa Kỳ, bây giờ đang
bắn thử hai cái quả tiễn, nói không thử lại thôi, nhưng mà thật sự là đó là cái trả đũa, mặc dù là không bắn lên Bắc Hàn, cái đó là một cái hình thức trả đũa thôi, tức là biểu hiện cái sự chống đối của mình. Rồi bên kia cái chuyện Biển Đông với Trung Quốc, rồi bên đây nữa là cái chuyện tình hình ở tại Venezuela. Cái đó nó vẫn hiện giờ tình hình Venezuela là ông Guaido là cái người Hoa Kỳ ủng hộ đầu tiên cùng 50 quốc gia đó, thì ổng đang bị bên kia truy nã và tìm bắt, và ổng bắt rất nhiều người sau cái đảo chánh thất bại. Thì như thấy rõ ràng là cái tình nóng. Do đó chúng ta thấy là ông Trump là một cái người có thể là cái tính khí bất thường, nhiều khi mình cũng không biết ổng làm như thế nào. Do đó chúng ta thấy là mới đây mình đọc một cái tin nói là ông Trump đã lên tiếng nói rằng là có thể điện thoại để mà tìm cách hòa giải với Iran. Thì cái điều này nó mới xảy ra trước sau khi mà họp với cái Hội đồng An ninh Quốc gia và họp một số tướng lãnh ở tại trung tâm CIA. Do đó chúng ta không biết ông muốn cái gì và yêu cầu Iran phải thế này thế nọ để giành cái thế thượng phong. Thì mình thấy rõ ràng là có lẽ là hai bên sẽ ngừng lại hơn là có vấn đề đi tới, là bởi vì ông Trump chủ động gọi để mà đề nghị như vậy. Do đó mình không biết là cái tính khí của ông Trump như cuối cùng thì làm thế nào, bởi vì trong 2 năm rưỡi vừa qua mình thấy cái cách của ông Trump là luôn luôn dọa và cuối cùng lễ mà điêu thôi, chứ không bao giờ nổ súng. Chúng mình hiện nghĩ như vậy, thưa anh Viên Huy. Cảm ơn khán thính giả, chúng tôi trở lại sau phần quảng cáo.